Chương trình cảnh báo lừa đảo được phát sóng mỗi ngày vào lúc 20 giờ trên kênh YouTube Senfa TV. Xin chào tất cả quý vị. Đăng tin tìm người ở ghép là một điều hết sức bình thường ở các dãy trọ sinh viên. Thế nhưng tình huống ngày sau đây lại có điều bất thường. Câu chuyện gì đã xảy ra? Xin mời quý vị hãy cùng đón theo dõi tình huống sau. Phòng ở đây á, thấy vệ sinh sạch sẽ, an ninh, có một cái cổng, với lại mỗi người có một chìa nữa. Được quá ha. Dạ, tại ở đây á toàn là dân làm văn phòng không à, nên cũng yên tĩnh. Với lại giá thành hơi cao nên hai chị em phải đăng tin để tìm người ở ghép. Chứ có hai chị em mà tham không có nổi. Nói chuyện xong về giá cả thuê nhà, giờ giấc sinh hoạt, thì đột nhiên hai người chị giới thiệu chương trình may mắn ở công ty mình. Mua quà trúng thưởng lớn, còn báo rằng chỉ có người quen của nhân viên công ty mới được tham gia ưu đãi này. Ở trên đây nó sẽ có cái mã bạc. Đây, chỉ cần vô đây. Ủa, chị nói tiệm trúng hả? Được. Số 001 á, có người trúng rồi nha sếp. Là một cái tivi, với lại đang có chương trình khuyến mãi thêm một cái điện thoại smartphone 10 triệu đó sếp. Dạ, ngay bây giờ luôn nha sếp. Sản phẩm được báo giá là 600.000 đồng, nhưng vì không đủ tiền mặt ở nhà, một cô bé sinh viên vội chạy ra cây ATM để rút tiền ngay vì nghĩ rằng mình sắp được nhận giải thưởng lớn hơn chục triệu đồng. Cả hai rất vui mừng. Cô bé còn lại thì được hai người chị bảo vào nhà trang điểm thay đồ, đợi công ty xuống trao giải lên hình cho đẹp. Nhưng đâu có ngờ. Chỉ vì nhẹ dạ cả tin, nghĩ sắp là người chung một phòng nên đã tin lời. Hơn hết số tiền giải thưởng lại quá lớn khiến hai cô sinh viên mở mắt mà tin lời người lạ khi chỉ mới lần đầu gặp mặt. Thế nên quý vị hãy hết sức cảnh giác nhé, đừng chủ quan lơ là tin lời người lạ để tránh mất tài sản một cách vô cớ. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao hai thanh niên kia lại hốt hoảng như vậy? Gã đàn ông kia đã lấy gì của họ? Tất cả sẽ được giải đáp ngay sau đây. Hai cái máy này á, thì em cũng như khách hàng mới để anh ưu tiên khuyến mãi luôn. Thì hai máy này anh lấy giá là 13 triệu. Bây giờ anh ghi tạm qua đơn này cho em. Rồi vài ngày nữa có qua đơn gọi, một là anh gửi tới em theo địa chỉ, hai là em tới đây em nhận, được không? Dạ. Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cảnh báo lừa đảo được phát sóng trên kênh YouTube Sen Vàng TV vào lúc 20 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, vừa rồi là một cảnh mua bán diễn ra hết sức bình thường tại một cửa hàng điện máy. Thế nhưng sau cảnh mua bán bình thường ấy, liệu có ẩn khúc gì hay chăng? Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp tình huống ngay sau đây để biết lời cảnh báo hôm nay là gì nhé. Xuất hóa đơn xong, đột nhiên vị khách hàng này báo không mang đủ tiền mặt nên chỉ cọc 2 triệu. Phần còn lại giao máy lạnh đến nhà, lắp đặt xong sẽ thanh toán nốt. Anh ta còn đề nghị sẵn có xe sẽ chở máy về luôn, chỉ cần đưa nhân viên kỹ thuật theo lắp đặt là được. Thấy vừa tiết kiệm chi phí vận chuyển, lại có nhân viên của mình đi kèm, nên chủ cửa hàng an tâm và đồng ý chiều lòng khách. Thôi vậy để anh kiếm quán cà phê nào anh ngồi anh đợi chứ tranh thủ về nha. Hai anh ơi, tại vì vợ em nói khoảng 2 tiếng nó mới về lận. Thì thành ra em nghĩ mình nên kiếm quán cà phê nào mình ngồi đỡ đi. Chứ 2 tiếng mà đi vòng vòng trên xe mệt lắm á. Anh đi toilet đi nha. Em ngủ cà phê đi. Em ra anh lấy cái điện thoại cái anh vô liền. Nha. Thủ đoạn ở đây đã quá rõ ràng phải không quý vị? Kẻ gian trong lốt một doanh nhân thành đạt, mua hàng giá trị cao, thanh toán tại nhà, rồi thừa cơ chuồn mất với món hàng ấy. Thế nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, chúng tôi đã nhận được thông tin kẻ gian đã bị bắt giữ khi thực hiện phi vụ thứ ba của mình. Nhân đây cũng muốn gửi đến quý cửa hàng kinh doanh một lời cảnh báo, hàng hóa của mình phải do chính nhân viên cửa tiệm đi giao và chúng ta phải luôn luôn theo kỹ tài sản của mình để tránh mất cắp hay là kẻ gian thừa cơ hành động quý vị nhé. Mến chào quý vị và các bạn, chúng ta đang theo dõi chương trình Cảnh báo lừa đảo phiên bản online được phát sóng mỗi ngày trên kênh YouTube Sen Vàng vào lúc 20 giờ. Hình thức mua bán trả góp hiện nay với thủ tục nhanh chóng tiện lợi đang được rất nhiều khách hàng lựa chọn. Thế nhưng trong tình huống tái dựng sau đây, bọn kẻ gian đã sử dụng một mánh khóe tinh vi để lừa đảo. Mánh khóe ấy là như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé.
Chị, ở đây mình có trả góp không chị? Để chị cho em xem lãi suất nha. Dạ dạ. Đây, nếu như mà em chỉ có chứng minh nhân dân với bằng lái không thì lãi suất thể hiện như thế này. Còn nếu như mà em có hộ khẩu thì lãi suất thể hiện như thế này. Em là người ở thành phố hay là ở dưới tỉnh? Dạ thành phố. Nếu như mà em ở thành phố thì em sử dụng hộ khẩu đi, giá nó sẽ mềm hơn. Chết rồi, cái hộ khẩu á em gửi ở công an phường á chị, để cho thằng em họ của em á nó vô tên. Nãy giờ em coi em thấy á, trả bằng hộ khẩu á cũng không có ít hơn được nhiều hết á. Tụi em trả được mà, ngân hàng nó nhắn tin nó báo gửi lương tới nè. Thôi vậy thôi cũng được. Hai em cho chị cái chứng minh nhân dân với bằng lái đi. Rồi, hai em coi giùm chị kỹ hợp đồng lại xong rồi ký giúp chị. Dạ, vậy bây giờ em thanh toán tiền trước cho chị nha. Rồi, giấy tờ bảo hành đều đầy đủ ở trong đây hết á. Em xe. Khách hàng anh Thư này hôm nay đã trễ hạn mấy ngày. Liên lạc khách hàng không được, chủ tiệm liền gọi báo công an tìm người mới phát hiện hóa ra đó chỉ là chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe giả mà thôi. Lúc này họ mới biết đã sập bẫy bọn lừa đảo. Hóa ra bọn chúng đã đăng ký giấy tờ giả để mua hàng trả góp rồi nhanh tay bán lại sản phẩm để kiếm chắc. Thật là quá ma mảnh và tinh vi. Rất mong trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc và triệt phá đường dây lừa đảo này. Các chủ hộ kinh doanh cũng hãy chú ý thật là cẩn trọng khi làm giấy tờ để bán trả góp một món hàng nào đó quý vị nhé. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảnh báo lừa đảo xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.